Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tuyên Hóa đã đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên tại xã Văn Hóa, cùng đi có đại diện lãnh đạo văn phòng huyện ủy. Đồng chí bí thư huyện ủy đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gồm ông Trần Đức Đề, thương binh, thôn Lê Lợi, xã Văn Hóa, bà Lương Thị Ca, mẹ liệt sĩ Lương Trung Thành, thôn Bảo Sỏi, xã Văn Hóa, thăm ông Nguyễn Trường, sinh năm 1926, 75 năm tuổi đảng, và bà Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1933, 75 năm tuổi đảng, ở thôn Trung Đình, xã Văn Hóa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí bí thư huyện ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chúc các gia đình chính sách, các đảng viên cao tuổi đảng đón một năm mới vui tươi, đầm ấm, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, đồng chí bí thư huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.